Nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi gia đình, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức hội thao phòng cháy chữa cháy hộ gia đình, hội thao dành riêng cho các hộ gia đình ở khu dân cư. Theo đó, một gia đình 4 người sẽ lần lượt trải qua những chướng ngại vật để dập tắt hoàn toàn đám cháy sớm nhất bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Chị Nguyễn Thị Thiên vốn chỉ quen với công việc nội trợ thì giờ đây cũng đã thuần thục và tự tin với phần thi của khu vực mình. Bắt là mình biết được những kỹ năng, những kỹ năng cơ bản nhất để về mình áp dụng, về mình truyền tải cho khu những dân cư là những cái điều quan trọng nhất cho cái buổi thi, cuộc thi ngày hôm nay về phòng cháy chữa cháy của gia đình. Là thành viên nhỏ tuổi nhất hội thi, em Trần Văn Hoàng mới 11 tuổi đã đại diện cho hộ gia đình ở khu dân cư Đa Mặn 7 tham dự phòng cháy chữa cháy hộ gia đình. Em đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình trong sự cổ vũ động viên của đông đảo người dân địa phương. Con tập luyện được một ngày và con đã đi thi, con ở vị trí số 1. Con mở cửa và gõ chung. Con thấy rất là vui, mong cho nhiều hội thể thao và con được tham gia nhiều. Bắt với các đợt hội thao khác là có nhiều cơ quan doanh nghiệp tham gia, nhưng mà riêng cái đợt hội thao này là tập trung vào các hộ gia đình. Đối với hộ gia đình là trong đó thì có 4 thành viên, đa số các hộ gia đình bây giờ là 4 thành viên, thì trong cái hội thao này tất cả các thành viên trong hộ gia đình đều tham gia. Và các thành viên trong gia đình đều phải biết cái cách là thao tác các điều kiện để là cũng như mình mở cửa để thoát nạn, hoặc là khi có cháy xảy ra thì mình cũng biết cái cách sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập lửa. Kết quả chung cuộc, khu vực Đa Mặn 11 đã xuất sắc hoàn thành phần thi. Hội thao là cơ hội để cho mọi thành viên trong gia đình gắn kết và cùng nhắc nhau ý thức phòng cháy chữa cháy để tự bảo vệ bản thân và khu vực mình trước những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.